Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái bài tập thiết kế cái cover như thế này ha. Trước hết là bạn tạo một file ảnh mới. Mình nhấn Ctrl N, mình tạo file ảnh mới. Rồi mình sẽ đặt ở đây là 1280 pixel nhân cho 1902 pixel. Và ở đây mình sẽ đặt là 72. Rồi mình nhấn OK, mình tạo file ảnh mới ha. Trước hết là mình sẽ đổ cho nó một cái lớp màu xanh. Các bạn nhìn thấy cái hình góc của chúng ta, đó là chúng ta sẽ có một cái nền màu xanh ở đây. Mình sẽ đổ cho nó một cái nền màu xanh. Bạn có thể đổ trực tiếp cái nền màu xanh lên đây luôn, hoặc là bạn có thể chọn vô đây, bạn chọn vô cái là Solid Color ha, và bạn chọn ở đây là cái màu xanh này là 002971. Bạn nhấn OK. Rồi mình đã đổ cho một cái lớp màu xanh. Nhưng bây giờ mình sẽ đưa cái pattern vô. Mình sẽ đưa cái pattern vô đây. Mình có cái pattern, mình nhấn Ctrl A, Ctrl C. Sau đó bạn tắt luôn cái này đi, bạn đưa sang cái bài của chúng ta và nhấn Ctrl V. Bạn sẽ nhấn scale cho cái thằng này nó vừa vô cái tấm hình. Rồi mình nhấn OK. Sau đó bạn trộn cái này xuống cái chế độ đó là overlay. Chúng ta trộn xuống chế độ overlay. Rồi. Mình lưu cái file làm việc này lại ha, mình ghi ở đây là pattern ha. Ghi ở đây là nền xanh. Lưu file làm việc lại nha. Các bạn lưu cái file làm việc này lại. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cắt cái miếng ghép. Chúng ta nhìn thấy ở bên bên nửa bên trái nó có một cái miếng ghép ở đây. Chúng ta sẽ mở cái miếng ghép này ra. Ở đây mình lấy cái miếng ở dưới cùng ha. Rồi, mình sẽ dùng cái công cụ Magic Wand Tool, mình chọn cái miếng ở bên dưới, mình nhấn Ctrl C. Sau đó mình đưa sang thiết kế, mình nhấn Ctrl V. Đây, mình có một cái miếng ở đây, mình cắt hai cái đầu một chút, vuông một chút nha. Rồi mình sẽ nhấn Ctrl Shift Y và mình xóa bớt hai cái rìa hai bên đi. Tiếp theo mình sẽ nhân bản thằng này lên, mình nhấn Ctrl J, mình nhân bản thằng này lên, mình nhấn Ctrl T, rồi mình sẽ di chuyển cái tâm sang đây, rồi mình lật nó đối xứng như thế này. Mình nhấn Enter. Rồi mình đang có hai cái miếng ghép như thế này, rồi mình nhấn Ctrl T này, mình kéo cho nó ra cái góc như thế này này. Rồi bạn có thể kéo cho nó to cái bè này ra cũng được. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây mình kéo cho nó to ra một chút nữa ha. Đó, nó vô khoảng vô đây là được nè. Rồi mình gõ Enter. Mình sẽ gộp mà. Ở đây các bạn nhìn thấy nó hơi bị lệch một chút, thì mình kéo nó vô trong một chút này. Để cho nó khít với nhau luôn như thế này nha các bạn nha. Rồi mình chọn hai layer này, mình nhấn Ctrl E, mình gộp lại luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp theo á, thì mình sẽ đổ cho nó thêm một cái tạo cho nó thêm một cái vùng chọn đó. Bạn tái hiện lại vùng chọn. Rồi bạn chọn cái công cụ Polygonal Lasso Tool ở đây. Các bạn sẽ chọn cộng thêm vô. Bạn chọn cộng thêm chỗ này vô. Rồi mình chọn cộng thêm vô nha. Chọn cộng thêm, bạn cộng đại khái ở chỗ này là được. Các bạn đổ một cái màu lên đây. Ở đây mình sẽ chọn một cái màu là nó hơi nghiêng về màu xám một chút nha. Các bạn đừng có để màu trắng nha. Mình chọn rồi hơi màu xám một chút, rồi bạn đổ cái màu xám lên. OK. Chúng ta đã có được cái miếng ghép như thế này. Các bạn nhìn thấy bên đây. Tiếp theo là mình sẽ đưa cái nền nhà vô bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái nền nhà, mình tắt luôn cái này đi nhá. Mình nhấn Ctrl O, mình mở cái thư mục đó ra, nó có một cái nền nhà trong đây này các bạn. Mình nhấn Ctrl A, Ctrl C, sau đó mình đưa sang cái bài, mình dán Ctrl V. Rồi mình sẽ cho nó lên vị trí ở trên đây. Rồi, mình sẽ trộn cái này xuống dưới cái chế độ hòa trộn đó là Supply. Mình trộn xuống Supply ha. Rồi mình sẽ dùng mặt nạ ở đây nè. Mình đặt tên cho nó là nền nhà đi ha. Rồi mình đặt tên ở đây là miếng ghép nha. Rồi mình sẽ chọn cho cái mặt nạ ở đây, rồi mình sẽ ẩn bớt cái phần phía dưới này đi nè. Bạn dùng cái gradient tool chọn vô cái kiểu thứ hai và bạn để đây là màu đen. Sau đó bạn quét ở bên dưới, quét lên, bạn sẽ ẩn bớt cái phần ở bên dưới đi. Như vậy là được. Bây giờ mình sẽ đưa cái nhân vật này vào bên trong bài thiết kế. Rồi mình chọn cái khu vực này nha. Mình nhấn Ctrl C, mình đưa sang bên đây. Rồi, mình sẽ chọn ở đây là nhân vật. Bây giờ mình sẽ dùng đường path, mình cắt nhân vật này ra.
Mình bấm phím P để mình chọn công cụ Pen Tool. Rồi mình sẽ cắt cái nhân vật này ra nha các bạn nha. Các bạn sẽ dùng công cụ Pen. Sau khi chúng ta đã tạo được cái đường Pen Tool thì chúng ta nhấn chuột phải vô và bạn chọn là Mask Selection. Chọn Mask Selection và mình thiết lập cái ở đây là cái feather nó 0.5, mình nhấn OK. Sau đó bạn đã có một cái vùng chọn như thế này, rồi bạn sẽ bấm cái phím tạo mặt nạ ở đây. Rồi chúng ta đã tạo được cái hình của cái nhân vật như thế này, rồi phần còn lại là chúng ta tút lại cái hình. Những chỗ nào mà nó chưa có được hoàn thiện thì chúng ta tút lại một chút, thì bạn dùng cái đứng bên cái mặt nạ và bạn chọn sang cái cọ này. Rồi các bạn có thể tút tút được những cái chỗ mà nó có cái màu trắng trắng như thế này nè. Rồi chúng ta đánh cho nó đừng có bị lộ cái đường biên ra. Đó, mình đã nói chung là cái hình này cắt như vậy là khá ok, khá ổn rồi. Chúng ta tút là một chút nữa thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái nhân vật này sát xuống bên dưới, mình sẽ đưa xuống bên dưới nha. Mình đưa cái nhân vật này sát xuống bên dưới này. Sau đó các bạn cho nó scale cho nó to lên một chút. Đó, khoảng ra như thế này. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ di chuyển cho nó ra giữa một chút ha các bạn ha. Mình sẽ đứng ở dưới cái mặt nạ này. Sau đó mình sẽ ẩn bớt cái phần ở bên dưới đi. Mình dùng gradient tool ha các bạn ha. Mình cho ẩn bớt phần bên dưới đi. Rồi đó. Cái việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ tạo cái effect cho cái nhân vật này bằng cách là bạn click đúp vô và bạn chọn vào đây là một cái drop shadow, một cái drop shadow cho cái nhân vật này ha. Bạn tăng cái distance này lên, tăng cái distance lên, bạn sẽ đổ cái góc nó lệch lên bên trên, đổ cái góc nó lệch lên bên trên đó là cái góc khoảng chừng 45 độ như thế này ha. Rồi bạn cho cái size nó to lên này. Cho cái size nó to lên, cho cái distance nó lên một chút nữa. Rồi cái spread này là cái độ lan của nó ha. Bạn chọn cái size to lên một chút rồi. Ok, bạn giảm opacity xuống một chút. Rồi mình nhấn ok. Đây là mình đã tạo được cái nhân vật có cái hình như thế này. Tiếp theo là bạn sẽ nhân bản cái nhân vật này lên một lần nữa. Bạn nhấn Ctrl J. Rồi bạn đứng xuống cái nhân vật bên dưới nè. Bạn scale cho to lên. Bạn scale cho to ra ngoài nè. Bạn scale cho to ra. Đấy. Chúng ta nhìn ở bên cái hình của chúng ta là cái nhân vật của chúng ta nằm ở đây và cái có một cái bóng ở bên trên nè ha. Rồi. Mình sẽ cho cái nhân vật ở bên trên này bé lại một chút nữa nha. Rồi cái nhân vật ở bên dưới của chúng ta là chúng ta sẽ để ngay vị trí này. Cho to này lên. Rồi mình sẽ giảm opacity này xuống khoảng chừng 15% thôi. Chúng ta sẽ tạo cho một cái hiệu ứng màu ở đây. Các bạn nhìn thấy có một cái hiệu ứng màu ở đây ha. Mình sẽ làm một cái hiệu ứng màu ngay đây. Mình sẽ tạo một cái Solid Color, Adjustment Solid Color và mình chọn cái màu ở đây. Ok. Rồi mình sẽ đứng ở bên mặt nạ, mình ẩn cái này đi, mình nhấn Ctrl Y để cho nó ẩn hết đi. Rồi mình sẽ vẽ dùng một cái cây cọ, mình dùng một cây cọ. Xong rồi mình sẽ vẽ một cái nét cọ tròn ở đây, mình tăng kích thước lên nha. Tăng kích thước lên nè. Sau đó bạn sẽ vẽ một cái đường có cái cọ là cọ mềm nha, các bạn chọn cọ mềm ha. Rồi mình click xuống dưới cái khu vực ở bên đây là mình chọn vào màu trắng rồi mình hãng click xuống nha. Mình click xuống đây và sau đó bạn trộn cái này xuống một cái chế độ hòa trộn. Vivid Line hoặc là Liner Line, bạn có thể trộn xuống đây ha. Bạn để bên dưới cái nhân vật luôn.
Rồi. Bạn sẽ cho cái này xuống dưới khỏi cái hình dưới này luôn. Đây mình cho cái màu nó đậm lên một chút nữa nha các bạn nha. Cho cái màu nó đậm lên một chút nữa ha. Rồi đó, mình sẽ chọn cho nó là một cái vivid line ở đây. Hoặc là line align cũng được, các bạn có thể chọn một trong hai cái chế độ này. Rồi bạn giảm cái này xuống một chút nữa nè. Đấy. Mình thấy cái này nó hơi bị nhạt thì các bạn có thể tăng cái cọ của nó lên, mình đổ màu lại chỗ này nha. Mình chọn lại cái cọ rồi mình tăng cái kích thước cọ lên một chút nữa nha. Mình để đây khoảng 700 đi ha. Đưa di chuyển xuống lùi lùi xuống đây nè. Rồi. Tiếp theo là bạn sẽ phủ ở trên này một cái lớp màu giống như thế này luôn. Mình nhấn Ctrl J, mình nhân bản cái này lên đi ha, xong mình để lên trên nè. Mình để lên trên. Rồi. Sau đó bạn đổ hết màu đen lên để cho nó ẩn hết đi toàn bộ. Để cho nó ẩn hết đi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu là mình chọn cái nhân vật ở bên dưới. Mình độ cái màu này lại cho nó nhạt lên một chút. Rồi mình đứng, mình lấy tạo vùng chọn là cái nhân vật bên dưới này. Mình sẽ giữ Ctrl rồi mình click vào cái mặt nạ đây nè. Để cho nó tái hiện lại cái vùng chọn của cái nhân vật này. Sau đó bạn sẽ đứng ở bên cái mặt nạ trên đây và bạn chọn cái màu trắng. Rồi bạn chọn cái cọ. Bạn chọn cái cọ cho nó to to lên nè. Sau đó bạn chọn cái opacity này nó nhẹ nhẹ thôi rồi bạn quét. Bạn quét cho nó hiển thị cái khu vực của cái nhân vật này lên đó một vài cái chi tiết thôi, chẳng hạn như cái chỗ ngay cái chỗ vệt vạt áo này nè. Rồi bạn bạn phải phết phết lên đây cho nó một chút nhẹ nhẹ đây thôi. Rồi. Đó, giống như nó bị ảm một cái màu màu ánh đèn lên đó bạn. Đó ha, rồi. Đấy. Vậy là chúng ta đã tạo được cái vệt màu ở trên cái nhân vật ở bên trên góc bên trái. Rồi cái việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ đưa cái chữ này Emmanuel này vào bên góc bên đây này các bạn. Mình gõ vào đây chữ Emmanuel. Rồi, cái phông chữ này là cái phông chữ mà mình có kèm ở trong cái thư mục đó ha. Các bạn chọn vào đây. Rồi các bạn sẽ scale cho cái này nó 90 độ ra. Bạn ráp lên đây nha. Scale to cái này ra. Đó. Bạn scale cho nó sát cái bìa luôn. Sau đó bạn nhấn OK. Rồi. Cái chữ này của chúng ta sẽ để là màu trắng ha, và nó nằm ở bên dưới cái nhân vật, thì ta kéo nó xuống khỏi cái nhân vật ở dưới đây này, nằm bên dưới nhân vật các bạn đó. Còn cái phần ở bên trên á, thì các bạn sẽ chúng ta nhìn thấy nó có một cái phần stroke ở bên trên cái áo này, thì chỗ này á, chúng ta sẽ đứng ở đây và chúng ta mượn vùng chọn, bạn là giữ control và bạn click vào cái thumbnail của cái chữ này, rồi bạn đứng ở trên layer trên cùng, bạn tạo layer mới ha, rồi bạn vô edit stroke. Bạn tạo cho nó một cái stroke. Cái stroke này mình cũng để màu trắng luôn nha. Bạn chọn vào đây màu trắng này. Bạn để 2 pixel hoặc 1 pixel. Sau này bạn chọn cái inside nha. Bạn chọn inside. Bạn nhấn OK. Chúng ta nhấn Ctrl D. Chúng ta tắt vùng chọn đây. Chúng ta nhìn thấy ở những cái vị trí này thì nó sẽ nằm ở bên trên cái nhân vật. Ha. Nếu như chúng ta không muốn nó ảm lên trên với phía trên của cái đầu ở trên đây này, của đầu của nhân vật này các bạn, thì là do là chúng ta chọn hai cái chữ này chúng ta cho nó bé lại so với cái bài 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 mẫu này, hoặc là chúng ta cũng có thể giãn cái chữ nó ra đấy, hoặc là các bạn cũng có thể để như vậy. Nhưng mà cái chỗ này các bạn cho nó, bạn không cho nó hiển thị chỗ này thì bạn tạo mặt nạ ở đây, bạn đứng ở trên đây và bạn tạo mặt nạ rồi bạn ẩn cái chỗ này đi luôn, bạn cho ẩn cái khu vực này đi luôn ha. Đấy, bạn có thể là cho cái chỗ này nó ẩn xuống đằng sau luôn. Bạn tô màu đen lên đây thì cái chỗ này nó sẽ ẩn cái stroke trên đầu nhân vật này đi. Đó, ví dụ như vậy.
Thế chúng ta có nhiều cách để chúng ta làm. Rồi tiếp theo là bạn sẽ đưa cái hình chữ ký vào, mình nhấn Ctrl O để mình mở cái hình chữ ký ra nè. Rồi mình nhấn Ctrl A, Ctrl C, rồi bạn đưa sang cái bài này, rồi bạn dán Ctrl V. Mình sẽ ghi ở đây là chữ ký ha. Rồi mình nhấn Ctrl T, mình scale cho nó bé lại, mình để xuống dưới này. Để xuống dưới đây ha. Rồi cái chữ này á, lúc nãy mình để là màu trắng ha. Mình nhấn Ctrl Y là nó sẽ convert sang màu trắng, từ màu đen sang màu trắng. Bạn đứng ở trên layer đó, bạn nhấn Ctrl Y. Sau đó bạn gõ cái tên của cái nhân vật này vô. Bạn cho cái chữ này bé lại. Bạn ráp sang nó nằm ở vị trí bên đây. Đấy, chúng ta đã làm xong cái phần ở bên dưới, còn cái phần ở bên trên nữa thì các bạn sẽ đánh cái chữ vào. Các bạn sẽ gõ cái chữ này vô bên trên ạ. Rồi cái tiêu đề Book Festival, rồi các bạn chọn vẽ một cái shape nó nằm ở ngay đây nữa, rồi các bạn đánh cái chữ này vô. Thì như cái phông chữ này mình có cái để sẵn ở trong thư mục á, rồi là các bạn đã hoàn thành được cái bài này.